bọn họ đã sững sờ với cái cảnh tượng trước mắt. Trong số đó thì có một cậu bảo vệ trẻ mới vào làm, cậu ấy không nén được mà phải quay lại phía thùng rác để nôn khan. Cô gái trước mặt bọn họ với khuôn mặt đầy những máu là máu. Phía trong họng thì vẫn phát ra được những tiếng nức nở, thế nhưng miệng của cô ấy đã bị bịt chặt bằng những chiếc ghim. Ghim xuyên qua da thịt và bịt chặt vào miệng cô ấy, khiến cho nó trông giống như một chiếc mỏ vịt vậy. Đọc đến đoạn này thì Phương bất giác hét lên, thế nhưng lại nhận ra rằng mình chỉ đang đọc truyện mà thôi. Ai bảo đọc nhập tâm quá làm gì? Tất nhiên là những người đồng nghiệp xung quanh đều quay sang nhìn cô ấy với ánh mắt rất là kỳ thị, bởi vì cô ấy đã ảnh hưởng tới giấc ngủ trưa của bọn họ mà. Lúc này thì anh bạn đồng nghiệp tên là Lý ngồi bên cạnh mới vỗ vào vai của Phương mà nói: "Này, cậu lại đang đọc truyện kinh dị đấy à? Đọc vừa thôi không lại đến lúc thần hồn nát thần tính đấy." Còn về bạn Phương, tối hôm đó cô về nhà, nhìn khắp nhà một lượt thì thấy có gì đó là lạ, lạ lắm luôn, thậm chí còn có chút đáng sợ nữa. Nhưng mà cô cũng tự trấn an bản thân mình rằng chắc là do trưa nay mình đọc truyện kinh dị cho nên là cảm giác như vậy thôi. Đúng lúc này thì điện thoại lại đổ chuông, khiến cho Phương giật hết cả mình. Nghe điện thoại thì mới biết là Lý gọi. Lý mới hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ? Sau vụ trưa nay thấy cậu có vẻ lạ lắm." Phương bảo: "Ê, chắc là mình phải tìm người ở ghét thôi, chứ ở một mình thế này hơi sợ." Lý thấy vậy mới nói luôn: "Nếu mà cậu không chê thì tớ dọn đến ở cùng cậu nhé. Vừa hay tớ cũng đang tìm phòng trọ đây này." Phương nghĩ rằng mình với Lý đã quen nhau 3 năm rồi và trông cũng khá là uy tín đấy, thế là cô ấy đồng ý luôn. Hai ngày sau thì quả nhiên là Lý đã dọn hết đồ đạc sang nhà của Phương và bắt đầu cuộc sống chung trọ của hai người. Thế nhưng ai mà ngờ được, có một sự việc đáng sợ vô cùng đang chờ bọn họ ở phía trước.